Dạ, xin chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay kênh Bếp Việt xin giới thiệu với cả nhà món chim cút nướng với sốt barbecue bằng nồi chiên không dầu. Cái miếng chim cút bên ngoài vàng ươm, thơm mùi sốt barbecue, và mình sẽ chấm với một ít tương ớt, tương cà, hoặc là các bạn thích muối tiêu chanh thì mình sẽ chấm với muối tiêu chanh nhé. Và mình xin mời cả nhà cùng vào bếp với mình là món chim cút nướng sốt barbecue. Các bạn ơi, các bạn xem kênh Bếp Việt Official, nếu mà các bạn thấy thích, các bạn bấm cho mình nút subscribe, like và share, hoặc là các bạn có nhận xét góp ý gì các bạn vui lòng comment nhé. Mình cùng nhau chia sẻ niềm vui nấu ăn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Để làm món chim cút nướng với sốt thịt nướng, hay mình còn gọi là sốt barbecue đó các bạn. Ở đây mình có 3 con chim cút mình làm sạch sẽ rồi, mình cắt đôi ra ha. Hôm nay mình sẽ làm món chim cút nướng barbecue với nồi chiên không dầu. Rồi bây giờ mình sẽ ướp vào phần chim cút của mình một chút xíu tỏi băm, một chút xíu hành băm ha. Rồi mình sẽ thêm vào đây một chút xíu gừng, bột gừng các bạn. Ở đây mình dùng bột gừng để cho cái phần gia vị của mình nó đậm đà, nó thơm hơn á. Rồi mình cho một ít bột gừng, thêm một chút xíu muối tỏi các bạn. Ở đây mình dùng muối tỏi có làm sẵn á, ít thôi ha, để nó tăng thêm hương vị. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái phần sốt thịt nướng này nè. Rồi hoặc là các bạn có thể mua sốt barbecue ở trong siêu thị có nhiều lắm. Mình sẽ ướp vào trong cái phần chim cút của mình. Các bạn dùng 2 muỗng nha. Ở trong đây thật ra gia vị nó đầy đủ hết rồi, cho nên mình cũng không có dùng gì nhiều hết. Rồi mình cuối cùng mình sẽ cho vào đây một chút xíu dầu ăn. Rồi để cho phần chim cút của mình nó nướng xong nó bóng lên đó các bạn, nó thơm ngon hơn. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái bao tay để mình massage đều cái phần chim cút với gia vị này nha. Chim cút nướng với sốt thịt nướng thì nó vừa thơm ngon và nó vừa đẹp mắt nè bạn. Màu sắc các bạn có thể mua sẵn cái phần sốt này ở trong siêu thị hoặc là mình tự làm. Rồi giờ mình để đây khoảng chừng 30 phút cho phần chim cút nó ngấm, rồi sau đó mình sẽ đi nướng bằng nồi chiên không dầu nhé. Chim cút mình ướp với sốt barbecue được khoảng 2 tiếng đó các bạn. Phần thịt chim cút đã thấm gia vị. Rồi bây giờ mình sẽ xếp vào trong nồi chiên không dầu và mình nướng nha. Ở trong nồi chiên mình lót một cái tờ giấy nướng để khi mình nướng nó sẽ tiện hơn. Rồi mình sẽ xếp từng cái miếng thịt chim cút vào trong cái nồi chiên nha. Rồi giờ mình sẽ cho vào trong nồi và mình nướng. Mình chỉnh ở nhiệt độ 180 và mình set ở 15 phút nha. Hôm nay mình sẽ nướng chim cút với sốt barbecue bằng nồi chiên không dầu. Mình nướng hai mặt cho nó vàng đều hết các bạn. Các bạn, chim cút mình nướng với sốt barbecue á, mình nướng đều hai mặt ha. Nướng trong nồi chiên không dầu rất là tiện các bạn ơi. Rồi giờ mình sẽ lấy ra. Trời ơi, màu đẹp vàng ươm luôn ha. Mình sẽ xếp ra dĩa. Rồi các bạn, mình sẽ bày ra từng cái phần chim cút ra dĩa. Và phần này mình sẽ dùng kèm với một ít nước sốt của muối tiêu chanh, hoặc là mình dùng với tương ớt, tương cà rất là thơm ngon. Chỗ nào khác một xíu thì mình sẽ cắt bỏ đi nha. Đây là phần chim cút nướng với sốt barbecue bằng nồi chiên không dầu đó các bạn. Mình thấy là sử dụng cái nồi chiên không dầu này tiện lắm các bạn ơi. Các bạn hãy thử sắm cho mình một cái nồi chiên không dầu để trong góc bếp nhà mình nhé. Rồi vậy là món chim cút nướng với sốt barbecue bằng nồi chiên không dầu của mình đã xong rồi đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem kênh Bếp Việt Official.